Đừng có dại dột mà tin, lan tưới nước cũng đẹp. Thí nghiệm sau đây của Mê Lan TV sẽ chứng minh điều đó cho mọi người thấy. Đây là giàn lan của Mê Lan TV chăm ở ban công không nắng bằng combo 8 nha. Hoa ra rực rỡ, lá giữ rất đẹp, đẹp từ thân lá cho tới hoa. Mọi người thấy mê không? Đăng lên mạng, người người trầm trồ, nhà nhà trầm trồ. Hoa ra vòi rất là dài, sai hoa, nhìn mê như điếu đổ luôn. Còn đây nè, đây là lúc Mê Lan TV thử nghiệm để chứng minh cho các anh chị cứ vào bài của Mê Lan TV mà cứ comment: ô cái lan này tưới nước cũng đẹp, ô tưới nước cũng đẹp. Đây là cách mà Mê Lan TV tưới nước nè. Và đây là hậu quả nè cả nhà. Đấy, mọi người xem những chậu lan của Mê Lan TV cũng ở không gian đó, cũng những chậu lan đó chăm bằng cách chỉ là tưới nước hàng ngày, cho uống nước qua ngày. Thì cây lan nó sẽ suy, nó xuống lá, nó rụng lá, rụng đầy sân nhà luôn. Mọi người thấy không? Cái ban công đầy lá luôn. Đó, Mê Lan TV không dọn, để đó để quay cho mọi người xem là nó nếu mà lan mình chỉ tưới nước thôi là nó gớm cỡ nào. Tại ở đây là cái ban công của mình mà, nó đâu có cái gì gọi là dinh dưỡng đâu. Nó chỉ hít khí trời với là uống nước làm sao khỏe được, đúng không cả nhà? Và cây đã suy như thế này rồi, sau đó Mê Lan TV phục hồi bằng bước 1 của combo 8, 2 tháng tưới bước 2 của combo 8 là nó ra kết quả liền. Đấy, mọi người thấy kết quả chưa? Đây là lúc tưới nước cũng tốt nè. Còn đây là lúc chăm bằng combo 8 sau 3 tháng nè. Đây là lúc tưới nước cũng tốt nè. Còn đây là lúc chăm combo 8 nè. Còn đây là lúc tưới nước cũng tốt nè. Còn đây là lúc chăm combo 8 nè. Đấy, tưới nước cũng tốt và lúc chăm combo 8. Đấy, mọi người thấy không? Cái ban công của Mê Lan TV lúc tưới nước thì nhìn nó sơ sát, nó gớm không? Còn bây giờ phục hồi sau 3 tháng thôi, mọi người thấy đỉnh chưa? Quá đỉnh luôn. Bây giờ nó đẹp đến mức như thế này là đăng lên là ai cũng mê, ai cũng ghiền hết. Rồi cái da tím, một chậu da tím bị suy rồi, phục hồi có 3 tháng trời rồi, hoa nở ngực trời luôn. Ai cũng mê, đỉnh không cả nhà? Đấy, mọi người đừng có tin cái chuyện là lan tưới nước cũng đẹp hay trên rừng ai chăm thì nó tốt, đúng không? Đừng có tin chuyện đó. Ở rừng nó khác, cái hệ sinh thái nó khác, còn ở đây ở nhà mình là toàn bê tông cốt thép, nó khác hoàn toàn, nên cần phải bổ sung đủ độ ẩm nè, đủ dinh dưỡng. Mọi người chỉ cần Saitama và combo 8 là đủ. Đấy, là vườn lan của mọi người sẽ có hoa ngắm liên tục. Mọi người thấy không? Không chỉ riêng Mê Lan TV có hoa ngắm liên tục mà những khách hàng của Mê Lan TV này. Đấy, mọi người xem này. Đấy, mê chưa? Đấy, đã chưa? Đấy, hấp dẫn chưa? Trồng lan là phải có hoa ngắm quanh năm như thế này. Đấy, đừng tin là tưới nước cũng đẹp nha cả nhà.